cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp là tình trạng áp lực của máu đối với thành động mạch cao hơn mức bình thường. Dưới đây là một số nguyên nhân chính gây ra cao huyết áp. 1. Di truyền, nếu gia đình có tiền sử cao huyết áp, nguy cơ mắc bệnh của bạn cũng tăng. 2. Tuổi tác, nguy cơ cao huyết áp tăng lên khi bạn già đi. 3. Chế độ ăn uống không lành mạnh, ăn nhiều muối, ăn ít kali canxi và magie. Ăn nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. 4. Thừa cân và béo phì, trọng lượng cơ thể cao có thể làm tăng áp lực lên thành động mạch. 5. Lối sống thiếu vận động, thiếu hoạt động thể chất làm tăng nguy cơ mắc cao huyết áp. 6. Hút thuốc và uống rượu, nicotin và cồn có thể làm hẹp động mạch và tăng nhịp tim, dẫn đến cao huyết áp. 7. Căng thẳng căng thẳng lâu dài có thể góp phần vào cao huyết áp. 8. Bệnh lý khác. Một số bệnh lý như bệnh thận, bệnh tim mạch, bệnh tuyến giáp cũng có thể gây ra cao huyết áp. 9. Thuốc. Một số loại thuốc như thuốc ngừa thai, thuốc chống viêm không steroid, NSAID cũng có thể làm tăng huyết áp. Việc thay đổi lối sống, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục đều đặn có thể giúp kiểm soát và ngăn ngừa cao huyết áp. Nếu bạn có các triệu chứng của cao huyết áp hoặc lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.